cây hoa giấy như này nhưng mà mình lại làm từ cành. Thôi, mày đừng có bốc phét. Sau 5 tháng thì nó đã ra hoa. Bỏ vào cái chậu mini chơi khá là ok rồi. Đắp thêm tí rêu nhìn đẹp phết đấy chứ. Chơi 1 tháng thì lại bỏ ra vườn. Và đây là sau 13 tháng cây lại đang ra hoa. Cắt cái ngọn đi để nuôi cành bên trái cho nó to và để nó phân nhánh. Sau 15 tháng đủ to rồi. Cây trồng nó chưa được chuẩn nên là cắt đi đặt lại. Hoa giấy Mỹ nó phát triển nhanh thật đấy. 2 tháng mùa đông mà nó mọc tốt như rừng.